lý thuyết là tập là sao, nhớ nguyên tắc. Trong trong mình học có nhiều thằng nó không giải thích được. Cái trong Phật giáo nó chỉ nói tới năm uẩn, tức là cái mắt, mũi, miệng, tai, tới da, xúc, có năm cái cảm biến thôi. Nhưng mà thằng thi công của tiên đạo nó tổng hợp tất cả các cảm biến, tức là da, khi mình tập quơ một cử động, nó có cảm giác của da, cảm giác của gân, của cơ, của khớp, của xương, của gân, thì tổng hợp tất cả thành một hệ thống cảm biến. Cảm biến nó tạo ra gọi độ căng, có cái căng trong người, nó căng tổng hợp. Cái căng tổng hợp đó, thì cái căng tổng hợp là cái não, tức là cái hệ thần kinh mình đó, tức là cái tất cả những kia là gọi là sinh lý, tất cả các sinh lý mình tổng hợp, các sinh lý nó vận động trở lại, thì cái hệ thần kinh nó nhìn, cái hệ thần kinh tổng hợp nó cộng mấy cái cảm nhận đó, các cảm nhận nó phải nằm trên đường kinh, nó hay chỗ đó, đó. Các cái cảm nhận đó, nó phải tác động, nó liên quan với đường kinh mới được. Giống như cái bài bát đoạn cảm là các cái động tác này làm sao nó hiện có cảm giác nằm theo cái dải đường này. Các động tác làm sao làm thì nó hiện ra, mục đích của mình là lấy cái sinh lý giống giống một con mắt đó, nó nhìn cái đồ vật vô con mắt, vô con mắt cái não mình biến thành nhãn thức, đúng không? Còn này cái cử động của một cái ông tiên ông chế là bắt đồng cảm thức thứ bảy về đó, làm hoài khi nó hiện cái gì ra trong người, nó phải hiện cái đường này đó. Mục đích của mấy cha tiên đạo là vậy. Mày tập làm sao là tao không có chỉ mày lý thuyết, mày sẽ thấy có cái đường nó căng được lên dưới này cho tao. Mà cái đường căng nó xảy ra hoài, lại nó trùng cái đường vô hình, tức là đường tạo ra do các cái cảm biến nó tạo ra, thì cái hệ thần kinh nó tụ theo cái dọc cái này. Hệ thần kinh tụ này thì nó tạo ra đường, cái não nó hiểu biết trong người có thêm một cái đường này phía trước. Mà cái đường này là nó tác động tới sức khỏe mấy bộ phận nào đó, vậy thôi đó. Cái thằng mấy một tiên đạo là khống chế ra, thành ra thằng tiên đạo chính là mở rộng ngũ uẩn của Phật giáo ra, mở rộng hơn thêm, mà mở rộng cái độ cảm biến của hệ thần kinh của Phật giáo chỉ là năm cái uẩn thôi. Còn này độ mở rộng hệ thần kinh hiểu biết 12 kinh và 8 kỳ kinh đó, thêm nó mở rộng ra vậy. Hay chỗ đó, trước là dược trước hộp, trước giờ mày biết tim làm đây thôi, mày đâu biết đường kinh này. Bây giờ mày tập làm sao mà thấy có cái đường rọc từ trên ngực xuống dưới bụng, mà chứng minh rất rõ mấy thằng có lông là lông từ ngực chạy xong xuống dưới bụng. Đàn bà có thai nó có một cái vạch nâu giữa bụng trái bụng phải. Vạch nâu là cái gì? Tức là giữa đó nó có một cái đường gì, nó khí nó chạy ở đó, nó mới chia ranh giới ra. Mà khí nó chạy thì lông mọc rất nhiều. Đàn ông thôi, đàn bà mà có thai mà để ý cái giữa bụng có lông nhỏ nó dài mọc xuống dưới luôn, tức là lúc đó có khí huyết nó đi ở dưới ngầm, ở dưới ở trên nó mọc lông, thì cái lỗ chân lông mình nó trong tu chân đồ nó 84 hạng lông, tức là ở dưới có khí đi. Mà khí không phải chỉ là kinh mạch, người ta nói huyệt khí nó có bốn loại, là huyệt nằm trên kinh lạc, huyệt nằm trên khu vực, ví dụ khu vực đau là cũng là một cái huyệt, tức là nơi chứa lõm xuống nó có động lại một giọt một cái khí. Thành ra cái thuyết mà kinh lạc của mình là kinh mạch với kỳ kinh, Ấn Độ cũng có, nó gọi là nadi á, là nó có 36 đường kinh khí trong người, là thằng Ấn Độ, và có 118 huyệt, nó gọi là 118 cái luân xa, trong đó có 14 cái luân xa nó tập. Đa số còn các luân xa kia đều giết người hết, là dành trong võ thuật hết. Nhiều người không có tìm hiểu, thành ra bên Ấn Độ nó cũng có hệ thống kinh lạc, mà nó gọi là nadi, tức là đường hệ thống năng lượng. Nó có 36.000 nadi bên phải, 36.000 nadi bên trái, tức là 36 hệ thống năng lượng nuôi cái não trái, 36 nuôi não phải. Và trong đó những cái đường nó có những cái điểm gọi là luân xa, là nơi nó cứ xoay xoay. Luân xa thì trong ngày xưa cái tụi Ấn Độ nó ra trước Trung Quốc 300 năm. Thằng Trung Quốc
cái hệ thống nadi của Ấn Độ ra là 4.000 năm, thì Trung Quốc thời nhà Thương 3.600 năm bắt đầu nó tung ra cái thuyết kinh lạc, nhưng mà nó chuẩn hơn, thằng kia nó cũng chung à. 36.000 nadi là 36 đường kinh, nhưng mà không chết luôn, thằng Trung Quốc đi sâu vô là có 12 thôi, và 8 thì kinh là cái đường chính, mà đường đó là giống như là cái độ mà chính xác nó rõ hơn 36.000 đường kinh, nó hơi mờ mờ. Thì bên bên khí bên Ấn Độ nó gọi là prana, khí nó gọi là prana, huyệt nó gọi là luân xa, nó gọi là giống như mantra, mạt ma nó gọi là mạt ma, tức là điểm mạt ma là huyệt, tức là 108 mạt ma tới 108 luân xa. Và kinh lạc bên đó nó không có kinh lạc, nó có 36.000 đường năng lượng, nó gọi 36.000 nadi, trái phải là 72.000. thì cái đó nó chung chung thôi. Qua Trung Quốc rõ ra 12 đường kinh là dẫn khí huyết đi vô nuôi 12 tạng, và khi nó dư thì nó chứa trong 8 kỳ kinh, mà 8 kỳ kinh trong Trung Quốc đó là 8 sự thăng bằng cơ thể người. 12 đường kinh là nuôi 12 tạng người, 8 thăng bằng là 8 cái bình chứa này giữ cơ thể không có té trước té sau té phải té trái, không té 8 phương. Nói rất là hay, nó có 8 phương để té chứ không phải là 4 phương. Thì 8 phương nó là nó chứa năng lượng, giống như là cái con lật lại nó nặng mới đứng yên, không có lật qua lật lại, đúng không? Hay lắm, cái thuyết kỳ kinh nó là con lật đật á. Tại sao cái con lật đật mày chỉ để cái cùng nặng dưới nó không gì nó té? Đó là 8 kỳ kinh, cái đó do 8 kỳ kinh tạo ra, gọi trong trong khoa học nó gọi là trọng tâm. Thấy không? Mày thấy con lật đật cái trọng tâm nằm đó, nếu trọng tâm nó thấp hơn thì nó không gì nó té. À, nếu mà nó thấp hơn cái trọng tâm, cái trọng lượng mà nó nằm dưới trọng tâm thì nó không gì nó té, mà trên trọng tâm nó lật. Nguyên lý đó là nguyên lý nhất. Thì con người cũng vậy, khi năng lượng mình mà nó gom tụ lại mà nó thấp hơn cái trọng tâm này thì sức khỏe tốt. Đó thì người ta gọi là khí tụ đăng điền. Khí tụ đăng điền là cái gì? Khi cái khí mà tụ lại vậy, cái năng lượng vô hình phải lớn hơn cái trọng lượng thật của mày thì mày mới khỏe. À, hay vậy đó. Còn còn Tây y Tây phương nó chỉ biết cái trọng tâm là cái trọng lượng thôi, còn mình là cái khí của mình nó phải thấp hơn trọng lượng thì mới khỏe. Đó là nói ý vậy đó ra. Mà cái khí đó là do 8 cái đường kỳ kinh đó, nó gom lại một chỗ, hội âm bát hội, dòng 8 đường thành 8 cái dòng cung, tức là trái đất chia làm 4 chặt làm 4, chặt làm 8, nó 8 cái đường, 8 cái đường nó giữ quả cầu không lắc, không nghiêng qua bất kỳ hướng nào. Thấy không? Có 8 phương là chứ không nó còn nghiêng 45 độ à. 4 cái 4 cái 45 độ ha, những 9 độ mà nó ràng lại, mình thấy hình cái hình chữ nhật nó thẳng vậy mà chẳng vậy làm sao mà lật được. Mà nó hai hình chữ thập lần, hình chữ thập vậy. Với một hình chữ thập vậy. Trao nhau là cái vòng tròn đứng này, cái hỏa cầu đứng ở chỗ này. Thì tám cái đường này nó gọi là tám kỳ kinh trong Trung Quốc á. Tám kỳ kinh Trung Quốc xong thì tám cái đường này giống như trên trên nhà này có 8 lầu, có 8 cái bình chứa nữa, mỗi một lầu có bình chứa nước đổ xuống, đổ chua, khi nó đổ xuống nó có 3 hệ thống độc đáo lắm, là mỗi một khu nó có một cái giống như mà cái một cái romine trong tường á, nó mở mở đi vô từng lầu. Thì ở đầu á gọi là khí của thần, tức là có những cái huyệt đụng vô cái mày tỉnh thắng à, thấy không? Rồi có huyệt, cái đó là huyệt của thần, tức là làm cho tinh thần sảng khoái à. Giống như này, cái ấn lượng giật ra một cái hết nhức đầu liền, hay lắm. Rồi cái huyệt thứ hai là ở ngực, khu ngực á, nguyên cái bầu thân mình, cái háng cái nách gãi buồn cười, buồn cảm xúc, huyệt có tính cảm xúc, huyệt có tính kích thích thần, có tức là ngày xưa khi nó tìm huyệt nó để ý là có chỗ đụng dụng vô nó mắc cười, thọc lét á, ủa sức kỳ thấy không? Còn lúc đau đớn trên đầu ngắt cái con mắt thứ ba, thì nó nói ở khu đầu á có những cái huyệt thuộc về lãnh lãnh vực tinh thần, nó gọi là thiên huyệt. Đó, còn cái huyệt mà thuộc ở ngực gọi là địa huyệt, tức là huyệt nó do đã tạo ra tánh khí con người,
Huyệt thứ ba là đụng vô nó giảm đau, và thọc vô nó thải độc, giống như mày chỉ không được mà lấy tay mà thọc cái đít con nít, thọc thọc phun cứng lên. Tức là nó có ba loại huyệt huyệt mà giảm đau đớn. Mà cái đó tại sao người ta tìm ra là trong người nó có một cái gì ngẹn giống muốn ở chua, bây giờ sao cho nó ở được, rồi mày phải biết cách chứ. Rồi mày muốn ác xì mới làm sao cho ác xì được, là dùng ánh sáng, nhìn ánh sáng màu trắng này xì lên, thấy không? Thành con người đó có những huyệt kích bằng ánh sáng, có những huyệt kích bằng âm thanh. Lên âm thanh cái mày thấy, mà thấy lúc tao mở âm thanh cho thấy thằng kia chân mày đâu mẹ nhung nhung nhẹ. Tức là cái âm thanh có tác động tới cái huyệt gì mà cái chân thằng đó nó ngồi vào cái gì, cái tay nó bứng như nè, mà nó không có biết luôn, nó tự động vô cùng. Thành ra khi cái huyệt nó có những tính năng bị ánh sáng tác động vô, bị âm thanh tác động vô, rồi sờ vô nó gì nhột, sờ vô là giảm đau, sờ vô nó khoái giống là đáy lỗ tai, cũng sướng nó muộn được người luôn. Thành ra nó có những cái đó gọi là huyệt, là nơi chứa khí. Mà khí, cái khí nó có ba loại khí, cái khí nó mình nó nhiễu nó một cái là cái bị sẵn khoái vô cùng, là cái thần, là giống như đáy lỗ tai, cũng nó sướng. Mày thử coi, trời ơi, đủ thực là sướng, tê mê là điều hiu á, đâu nó nói cái tụi nó đọc cái từ sướng sướng điều hiu, tức là nằm là mê mệt luôn, cái người nó tê hết, không còn cái cảm giác gì hết. Tức là trong đó là những cái việc nó có ba tính thượng đăng điền, nó có những có việc gì mới biết. Tối giờ khi bắt đầu người đầu tiên tìm, nó có thể có những cái điểm đụng vô, nó có những cái cảm khái thì nó gọi là huyệt. Mà khí nó có ba loại khí, khí của thần, khí của khí là khí của tánh tình, và khí của vật chất. Vật chất là đau và không đau, đó mắt ỉa mắt đá là của vật chất đó. Còn cái khí cảm xúc là tình cảm sảng khoái trong cơ thể, và làm cho cái thần hết căng hết stress. Đó thì đó là ba cái khu đó, còn ba cái huyệt không, nó có cả chục cái tính chất. Cho huyệt nó dùng ánh sáng rọi vô là nó mở huyệt rồi, là cái huyệt nát xì á, nó muốn xì ngó cái sáng trắng nó bầm phun ra liền. Còn mắt đái hả, dậm chân nướng lạnh xịt ra liền, cái độ lạnh thấm qua vô da mình, tác động mắt đái không kìm được xỉ ra quần. Người đấy coi mày đang mắc đái thì mắc đái, mày đứng đợi, mày đừng có để bằng chân vô nước lạnh, để nước lạnh tao nói mày khỏi khỏi kèm nổi thì xịt cho quần này. Thế không, rõ ràng cái cơ thể mình nó có nhiều, mà nhiều người không biết những cái tính đó gọi là huyệt khí, những cái nơi nó chứa một cái vũng năng lượng nhỏ mà đụng cho nó là có chừng. Mà cái vũng năng lượng đó con người ra mỗi ngày nó tự đầy, còn nhà cái công nó chứa đầy rồi, nó đem chứa cất vô cái hạ năng lượng, xong nó cái những cái cảm xúc mà sung sướng cái của tánh khí để chứa trên trung năng điện, còn cái tách kia nó chứa ở thượng năng điện, nó chứa ở khu vực vô hình đó. Vô hình đó là không phải là cái huyệt của đông y. Đông y là nó cho mình biết cái khu, cái huyệt đó là huyệt đứng chỗ đó, khi mày ngồi yên thì nó nằm đó, nhưng mà đang cục cửa nó chạy. Trọng tâm của nó có huyệt động chứ đâu phải huyệt chết, cái trọng tâm. Nhưng mà khi mày ngồi yên thì nó nằm khí hải, là khí hải. Khi ngồi yên là huyệt của ngành khí công, của người dập khí công, cái huyệt nó nằm ngay huyệt tĩnh của đông y. Nhưng mà vận động nó chuyển động giống như con lắc lắc, nó chạy qua chạy lại, thì cái chạy qua chạy lại nó gọi là huyệt của ngành khí công, không phải huyệt của đông y. Thành ra dùng huyệt đông y mà tập khí công là sai hết. Ví dụ giờ mày vận khí cho khí hải, mày đừng vận cho đó, mày nghiêng này nó nằm bên này nè. Mày vẫn đây là mày ngu. Mày đây mày ngồi nghe nè, thấy không? Cái nó nặng cái mông bên phải mà, thì cái khí hải mà nằm bên phải đó. Mà qua khí hải bên phải là cái khí nó sẽ đi bốc theo lên gan lên đầu. Còn ở giữa là nó đi theo đây, nó trục vô qua tim lên đầu. Còn mày đưa cái trục cái khí hải qua đây thì khí nó bốc lên, nó sẽ qua gì, qua phổi lên đầu. Đó, thành ra trong tập tĩnh khí công mình thấy nó nghiêng bên này, nó đang cho khí bên này, nghiêng bên trái cho khí bên phải,
Điên phía trước mà, lên tim, điên phía sau lên thận. Chứ mày nghiêng đâu, mà nó nghiêng đó không phải là nó có ý nghiêng, mà nó do trái đất nó nghiêng. Bởi vì mày coi cái thằng thiền là hồi cái người nó đổ, nó không phải nó nghiêng mà cái đất nó đang nghiêng, nó đổ theo. Tại vì cái người mà thiền là nó nhập dính trong trái đất nha, trái đất hơi, mà trái đất mày thấy không bao giờ thẳng 90 độ, nó nghiêng một góc độ, trái đất nó nghiêng nghiêng vậy nè, trái đất không có đứng thẳng vậy đâu, không có 90 độ đâu, nó vậy nè. Để coi cái trục axis của bắt cầu nó nghiêng vậy nè, chứ nó không có đứng thẳng như mình tưởng tượng, nó hơi nghiêng này. Thành ra thằng mà thiền ngồi sẽ thấy nó hơi đổ đổ trước nữa. Hồi trái đất mà nó trên qua này thì nó đi theo trái đất vậy. Trong một ngày sẽ nó trái đất làm sao, chứ cái trục axis, cái trục tam, cái trục thái cực là ba cái tam đăng điền, nó theo trục trái đất. Thằng đó là nhập định, nó nhập vô cái tường trường trái đất rồi. Thành thế trường trái đất đi đâu nó theo đó, giống như là cái la bàn. Khi mà nhập mày mà thống nhất hết cơ thể, mà thống nhất tập trung hết tư tưởng lại, thì cái dòng điện nó ổn định, thì cái trục đăng điện, cái trục mà tam điện mà nó theo cái trục trái đất rồi, nhúc nhích để nhẹ nhẹ. Mà khi trục trái đất á, thì ở trong vật chất nó không có xài nữa, nó dùng năng lượng vũ trụ nó nuôi mày, nó không ăn không uống. Mà thằng mày nhập định tới khi đó mà thành công rồi, mình sẽ thấy cái cơ thể nó từ từ từ, mà lúc mà nếu mình gọi từ trên vũ trụ xuống là trái đất nó làm sao thì mày dạy trái đất dạy cái mày cũng vậy, là mày lấy được khí địa, địa khí, và lấy được thiên khí, thì không ăn không uống mà làm được cái đó là rất là khó. Đó là cái nguyên tắc đã nói mở rộng về cái này. Thì cái bài bắt đầu cẩm thứ bảy nè, bây giờ mày thấy ở đây là cái bây giờ nếu mà một ông tiên ra đời, ông nói làm sao cho cái đường kinh này nó hiện ra trong não bộ. Bây giờ tao tưởng tượng ngày đầu tiên mấy ông nghĩ cách ông làm gì, lấy tờ giấy đó, cái tờ giấy bây giờ mình muốn nó có cái này là cái thân thể người giấy, làm sao nó có cái đường xếp ở đây, khi mày tập sao nó có cái đường xếp ở giữa này, là cái bí quyết nha. Mạng nó chà nó khôn chết mẹ luôn, nó thiệt tao mà nó thiệt nó chả khôn chết mẹ luôn nè. Bây giờ cái đường đó là làm sao có nó, khi mà cái cử động gì để cho nha, nó xếp đây. Bây giờ mình thấy nè nha, nè mình thấy khi tao xếp nè, thấy không nè, tao xếp từ đây đến đây nè, nè cái hình chữ nhật ha, xếp đây là nó đúng ngay cái đầu nhọn này, đúng không? Đúng không nè, thấy không? Rồi tao cứ rồi lắc tao xếp đây nữa, tức là tao xếp làm sao cái đường nó đi qua cái đường này. Muốn kỹ thuật xếp nó biết làm sao, đây là hai cái đầu này ha, bên này mà kéo một lực A nè, bên này kéo lực A, bên này kéo lực B thì nó vào đây nè. Một tay tôi xô để thấy cái ghế này mình sẽ thấy nó sẽ nằm ở giữa. Trời ơi mấy cha nó cho ngồi khôn chết mẹ nè, tao ngồi cho sẽ chứng minh cái tao làm sao mà cái đường thể hiện cái đường ở giữa của tao ra trên vai nè, để vậy tao kéo cái này nhiều, bên này tao kéo cái tay tới tôi xô tới, bên này tao kéo lui thì nó vào ở điểm giữa, đúng không? Cái gì nữa nè, nè số tụi nó vào ngay đây nè, tao xô, tức là ở đầu kia tao có một cái rồng lọc, có hai sợi dây, bên này tao kéo cái dây này, kéo cái này thì cái chỗ ngực này nó căng ở giữa, đó là điểm giữa. Rồi ra bí mật thì bây giờ ở dưới này tao lấy cái rồng lọc con tao kéo này thì nó căng ngay cái điểm cái huyệt riết, cái rồng lọc tao nâng lên tao kéo hồi lên tới đây nó lên hết cái đường xong. Thì đã cái động tác của bài động cẩm bảy xe lửng vậy nha, bật tao cẩm đầu nè. Bây giờ tao làm, tao muốn chạy bốn cái huyệt này, nếu tao chia là mình đang bốn huyệt dưới này, bốn chui dưới này, ở dưới này là cái bụng, nó có năm cái đốt thắt lưng này, thấy không? Nè đó, thấy không, trong ngửa ra nó căng đây, ngửa phải nó căng đây, thấy không? Nè ngửa rồi nè. Tao lấy một cái dây kịch tao cột qua cái vòng tròn kéo lên thì nó căng cái điểm này. Cong lên căng nó này, cong này đó, xong rồi bốn điểm như này là cái đường cong của cái thắt lưng đó này, cái lưng này thế nè nè. Bởi vì cái thằng nó như quốc kỳ lắm,
bốn cái đường đó là nó dính tới mấy bốn cái huyệt dưới này nè, 1, 2, 3, 4 là cái đường cong, bốn cái cục nhựa này nè, đúng không? Nhiều ghê lắm cái cục nhựa đó, đó. Thì khi tao kéo thì cái chỗ này nè xoay, đúng không? Chỗ này đó, khi tao kéo này, ở giữa này nó xoay vậy. Nó xoay thì cái da phía trước nó bị xếp, nên cái da bụng nó bị xếp nè, da bụng nó bị xếp, xếp họ cái đường nó lăn 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 từ dưới. Thì bây giờ cái cách ở dưới bụng xong ở ngực đây có 12 cái đốt xương, đúng rồi. Để ý nó ghê lắm. Ở phía trước bụng mà nếu ta theo cái đường cong đó thì nó dày nè, nè cái tay dưới nè nó cong lên nhá, nè cái hình cong này nè, thì cái lúc ở dưới này nó dày nha, là cái rồng rọc tao nó nằm ngang nha, nó tức là tao lấy một cái rồng rọc tao làm cái cột sống giống y cái cột sống đó, đó cái cột sống của tao là giống như cái cột sống này, nên là tao làm một cục, cái cột sống giả, cái trục rồi nè, mà ở đây tao toàn là rồng rọc không, tao lấy dây tao cột vậy nè, 24 cái rồng rọc tao kéo vậy thôi, thấy không? Thì cái tay tao không phải là lúc nào cũng là song song với mặt đất, đó, thấy không? Thì coi cột sống rồi ra, mà ngày xưa nó giải phẫu à, mấy ông tiên đạo ông mổ người đó ông coi, thì cái động tác này ở dưới nè. Nè, cái đây là giống như ta nắm sợi dây, hai cái thanh sắt, nè, hai thanh sắt này, này. Hai thanh sắt để tưởng được hai ngón cái ta nắm đây, ta ngồi, tô, là ở dưới, là cái bụng, đó, lên tới đây, vậy thôi. Mà ta làm kỹ từng cái một, nhưng mà làm vậy là khi bị bệnh mà tập từng đốt sống một, còn lúc tập là tập tổng hợp luôn nè, nhón lên. 1 ở dưới, 2 và đúng là 24 cái mình tới trên là 17 á, 6 7. Tức là cái này đẩy cái này đẩy tới. Đẩy cái này đẩy tới. Đẩy cái này đi, tức là một cái này đẩy cái này rút. Cái này đẩy cái này rút, 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 đẩy đẩy lên cái cổ luôn. Rồi ngược lại, cái này đẩy cái này rút, cái này đẩy cái này rút, cái này đẩy cái này rút, cái này đẩy cái này rút. Tức là hai chiều đó, chạy nguyên đường. Mày ra mày đứng mày tập đi, mày sẽ thấy cái lực. Mày đứng mày nhón chân mày đưa hai cái tay ra coi, đứng đó rồi mày xuống nhón chân đi, xuống thấp xuống xuống tấn, rồi bên này kéo bên này đẩy, kéo đỏ để mạnh đi, đỏ thấy không? Rồi lên 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 rồi lên lên tới ngực luôn, rồi đẩy ngược lại làm để hiểu thôi, rồi xuống được nữa, xuống lại xuống lại xuống lại xuống lại đó, ở một hai chiều chứ, bên kéo bên đẩy nó mới hiện ra nè. Bên này mà đẩy đi, đứng một chỗ thôi, xuống tấn đứng đứng thẳng luôn nè, bên này đẩy ra đi, bên này kéo được giữ luôn chỗ đi, đó bắt đầu nó hiện cái lực nó ra rồi, thấy không? Thế nên cái xoắn thì cuộc sống không? Thì cái này là xương sống ở đây thì nó sẽ tác động ở phía trước để rồi mình làm là thử mình ngồi lên cái ghế nè, mày đẩy ngược sẽ thấy liền tại tao cái lực cái tiểu đó. Mày đẩy thì mày sẽ thấy nó chạy từ dưới lên trên, đẩy từng phát một, bởi vì người ta đẩy nó kêu xương sống kêu rốt rốt luôn.
khi mà sẵn là một tay đẩy mà tay kéo, thấy không? Rồi cái khi mà cái tay bên phải đẩy thì cái tay bên phải đẩy thì cái chân trái chịu điểm tựa đẩy cái nó hiện ra, mà cái ở nằm chỗ nào mà cái chỗ nào thì nó phải theo cái đường cong cuộc sống cho đó, theo cái mặt phẳng cuộc sống đẩy thì nó mới hiện ra, còn sai cái nó không hiện ra. Tức là phải đúng cái cơ thể học mới được, đúng là mày đẩy trúng cái đường, cái độ xiên của cái cuộc sống, cái chân mà chịu tay phải đẩy thế nó hiện ra, xong cái bắt đầu đổ vào bên phải, mình phải chịu chân phải bên trái đẩy nó chạy nó lên một nấc, cứ vậy nó sạch nó lên vậy, nó đi hình xong ốc lên, lên trên lên tới đây muốn lên cái mặt ghi cái cầm lên tới đây, xong cái làm ghi ngược lại lấy cái tay nó lên từ từ lúc cái tay để ý thấy nó nhích nhẹ nhẹ thôi, giống như trạm tấn công, còn nhiều thằng nó dày luôn là thằng ngu tắc ý mà làm cái kia thành lực mẹ rồi. Là mình dùng cái tay, dùng cái tác động, cái tác ý để mà dẫn cái khí nó đi theo cái đường lên tới đây, lên rồi đây đi xuống lâu lắm, tập mới đầu 15 phút 10 phút mới xong, nửa quen đẩy một phát lên liền, đẩy nhả mà đẩy từ dưới lên nè, khi tập quen thấy nó làm gì sao nó tập cả năm á, đẩy một phát là chạy lên, còn mới đọc mò mày còn mò còn rờ mà hồi nó mới hiện ra, trong não nó hiện ra, tại não mới giống như mày mới học đồ chữ A đó, đồ bắt đầu nó ra cái hình chữ A, hình não nó mới nhớ, mà không ra hình gì nó không có nhớ đâu, cái não nó phải có một cái logic gì nó mới thèm ghi, còn mà không giống nhau, nhiều lần không giống nhau nó không ghi, mà nhiều lần giống nhau nó ghi liền, thành ra làm phát nào khi mà nó hiện ra thì nó ghi, mà phải theo dõi tất cả các việc, tức là nó có cái đường căng ở giữa bụng mình từ dưới lên tới cái cầm, thì hình thành tự mình lấy ra hai cái tay mình tạo cái cảm nhận, nó nằm dọc theo cái đường cảm nhận lên tới trên, làm n lần tới 1000 lần đẩy cái nó hiện nữa, đẩy cái phọt cái nó chạy ọt lên ọt xuống liền, đó là bài bắt đầu cầm bẫy kỹ thuật đó, nó đều qua nó tác động tới kinh thận và kinh phế. Thì cái bài này, bài cẩm, bài thứ bảy này nó dính tới thận và phế, là chuyên về khí của cơ thể mình, và nó thận và phế nó tạo ra khí của thận đưa lên phế đẩy máu đi, thành ra máu nó chạy theo nhâm, máu chạy theo nhâm thì nó cung cấp tất cả chất bổ, cái độ tất cả chất nuôi 12 thằng phủ mình, cái mạch này rất quan trọng, mạch nhâm là mạch nuôi dùng khí thận, và không khí thận khí là tiên thiên khí và hậu thiên khí là khí phổi đẩy huyết đi theo đường nhâm, mà nhâm thì nó đổ vô đi sâu vô trong, nó nuôi tất cả 12 tạng phủ. Người đàn bà lấy cái đó, cái đường này để nuôi con. Thành cái bài này phụ nữ tập thì con khỏe lắm, người đàn ông tập cái này thì người ngộm mập mạp tròn đầy ra, thiếu tức là trong cơ thể mà đói á, tạng phủ đói tập cái này no, 12 tạng no lại. Người tập phải tắt ý, đầu tiên phải nó nguyên cái từ rúng trở xuống, nó có những khu từ rúng trở xuống tới lỗ đít, và từ rúng lên tới giữa ngực, mà từ giữa ngực lên tới ở cái lỗ hổng cổ, từ cái lỗ hổng cổ lên tới cái hàm răng, nó có ba khu tập làm sao nó có cái được, có cái cảm nhận hiện ra từng khu đó, rồi nữa tách riêng từng khu tập trước, xong nối mấy khu lại thì nó thành mạch nhâm. Tập quen từ từ chứ không phải vô quạt cái như đấm thì thôi tôi thua luôn. Thành ra mấy người mà không hiểu nó lên nó đấm không à, là không có được mẹ, cái đó là lực chứ không phải khí. Điện khí là nó tạo cảm nhận. Cảm nhận là tức là dùng hệ thần kinh để cảm biến cái kinh mạch, cái kỳ kinh nhâm phía trước ngực, dùng cái cử động tay và chân tạo một cái cảm giác của hệ thần kinh báo trước bụng có một đường cảm nhận, cái đường cảm nhận nó sẽ có cảm nhận như thế nào, biết ở giữa bụng nó căng làm sao, giữa trúng nó căng làm sao, trên rúng nó căng, cái điểm nó từng cái chỗ, cái da cho nó căng lên tới cái thừa tương, cái cảm nhận căng nó phải hiện ra, tập làm sao não phải thấy
tập thế nào cái tay nhúc một cái là từ dưới lên trên, nó căng căng từ dưới lên trên căng. Rồi nữa chỉ nhích nhẹ cái nữa dùng hơi thở rồi là khí nó chạy, đó là cấp cao. Còn mới đầu phải dùng cử động, vận động là tổng hợp các hệ thống sinh lý cơ thể, da thịt gân cơ xương, cột sống, đĩa đệm, khớp, tổng hợp tất cả đó tạo ra một đường cảm nhận dọc theo mạch nhâm. Làm sao nữa làm nhẹ, mà hiện ra làm nhẹ là cuối cùng cái não nó tạo thành một cái lập trình, nhiều cái lập trình, là tất cả các huyệt, là mỗi huyệt là một đường lập trình trong cơ thể. Nữa làm một phát từ dưới đây là khí nhâm nó chạy, là giống như tới đây là hết rồi, còn tới đây, lên tới cái cống họng cổ là hết rồi. Tới đó là hết rồi. Còn từ cổ lên mà lấy cầm mày đẩy là cái góc cổ của cái cổ là cái lỗ rỗng thiên độ, là cái góc của cái cổ này. Từ đó cái mình kịch bắt đầu nó căng từ dưới cổ này, cái lỗ cổ lên tới cái răng hàm, là nó sáu khớp, sáu cái chuyển qua chuyển lại sáu cái từ thấp lên cao. Đó, mà thấy nó cái hơi nó đi từ dưới lên lên lên, mày rặn dừa nó lên chút, rặn dừa nó lên, thành ra đó nó có một cái độ rặn của cái cổ nó phình lần lên, nó phình từ dưới thấp lên cao. Nếu mà dịch á, mà để yên nhẹ là nó phình cái cổ lên liền, tại vì có lực, còn thôi sao phình, mà dịch cái cổ mà cái cầm này hơi đẩy qua cái cổ phòng á, mà đẩy mà tắt ý từ dưới mà đẩy lên, lúc cái tay dẹp mẹ đi, nhưng mà lúc nó thằng nhiều thằng nó vẫn giữ để nó không cho mày biết nghề, giống nghề mà em tưởng mày đẩy cái cổ sao đẩy bằng cái tay được, bằng cái cầm đó, lên không, đẩy qua bên trái qua này, đẩy qua này, nhưng mà nó phải theo bậc thang, nó xoáy nó giống như cầu thang vòng tròn á, phải đi vòng lên, chứ không phải đẩy tùm bậy được. Đẩy bên phải xong nó hiện ra rồi, cái đẩy bên phải mà bên trái qua bên trái phải cao hơn một nấc, rồi bên trái xoay một cái lo bên phải cao một nấc, cứ vậy giống như bước lên. Rồi tới cầm là nó cứng, cái răng hàm cắn cái nó cứng nhắc lại xong xả luôn sao, rồi từ đó lại xuống dưới. Ủa, các bạn có thằng cảm vui lắm, đứng mà thấy như cái thằng đó là nó đang mê mẩn nó làm gì á, mà cái đầu cổ nó lắc, cái vai lắc, cái bụng nó lắc, hồi tới hông là hết. Rồi nó cảm giác làm sao, nó có nguyên cái dây bụng tập lâu ngày, nếu mà tập lâu ngày lông nó mọc hết đường cái bụng lông nó mọc nhiều hơn, nó mọc lông theo cái đường nhâm mạch nè. Đó là cái bài